Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra tông đơ cắt tóc dùng pin nickel cadmium. Cái điện áp là khoảng 1,2V và dung lượng của nó là khoảng 700mAh. Thì đây là loại tông đơ cắt tóc rất phổ biến trong gia đình nha. Nó có ưu điểm là nó có thể di chuyển so với những cái tông đơ bình thường. Nó dùng dây như thế này. Với kích thước của nó rất gọn nhẹ, dễ dàng thao tác. Thì cấu tạo bên trong của nó có một số thành phần chính như ở đây mình có một cái lưỡi tông đơ bằng sứ. Đây là cái lưỡi tông đơ của nó. Cái lưỡi này có thể tháo ra dễ dàng, các bạn có thể vệ sinh hoặc là thay thế cái lưỡi mới nha. Nó không giống như cái lưỡi tông đơ của các tông đơ mà cắm điện tiếp với điện 220V đó. Thì đây là cái lưỡi bằng kim loại. Thì những lưỡi này khi mà bị mòn đó, thì mình có thể tháo ra. Bên trong này á, nó có một cái sợi pin nickel cadmium. Cái điện áp của nó là làm việc là khoảng 1,2V ha. Đồng thời có một cái motor DC không chổi than, giống như cái motor DC775 á, nó tạo ra một cái dây dao động tròn, đồng thời nó sẽ làm cho cái lưỡi cắt này nó hoạt động, cắt qua cắt lại, di chuyển qua lại Và cái nguồn để sạc pin đó, nó gồm có một adapter và một số cái linh kiện sạc pin như điện trở và diode bên trong. Còn đây là cái cục sạc của nó. Nó đi kèm với cái tông đơ này để sạc pin nickel cadmium ở trong. Mình thấy điện áp ở đây nó ghi là 2,4V và cái dòng điện ra là khoảng là 800mA. Cái jack này á, nó có một chiều nha. Mình cắm ngược lại nó sẽ không khớp mà. Thì về cấu tạo á, cái cục sạc này giống như cục sạc điện thoại thôi. Nó là cái mạch nguồn switching. Nó dùng cái biến áp xung bên trong. Rồi vậy là những cái hư hỏng thường thấy khi mà các bạn sử dụng cái tông đơ này là những hư hỏng nào? Ở đây đa phần các bạn gặp cái trường hợp mà tông đơ bị cắt không đứt tóc ha. Các bạn sử dụng á, bạn cắt tóc nhưng mà nó không đứt, nó không xén được. Thì đây á, thứ nhất các bạn phải vệ sinh lại. Ở trên đây nó còn tóc thừa, mình phải vệ sinh lại ha. Nó đi kèm theo đó là một cái cỏ, mình vệ sinh lại hết. Đồng thời mình phải thường xuyên chà dầu, vệ sinh cái này nè. Tại vì nhiều khi các bạn để dơ, hai cái phần lưỡi cắt cái trên dưới này nó không khớp nhau, nó sẽ không cắt được tóc ha, nó sẽ bị khoảng hở, cắt tóc nó không đứt. Các bạn làm sao cho hai cái mí này nó sát với nhau. Đối với những cái tông đơ mà nó dùng cái lưỡi cắt này bằng kim loại á, thì các bạn có thể tháo ra rồi mình mài cho hai cái này sát nhau, khít nhau nhau là nó sẽ cắt được tóc ha. Tùy xài trong thời gian lâu á, nó mài sát với nhau á, nó sẽ mòn một khuyết. Thì đây á, mình sẽ tháo cái lưỡi này ra và mình mài lại. Đây là đối với những cái lưỡi tông đơ bằng kim loại. Và đối với những tông đơ này á, cái lưỡi nó bằng sứ ha, thì mình không thể mài như thế được. Mình bên ngoài nó bán sẵn cho mình những cái lưỡi cái như thế này, thì mình tháo ra mình thay thôi. Rất đơn giản ha, nó có cái khớp này nè, mình gài vô đó, mình nhấn dưới hai bên vô đây là khít ha. Và chiều các bạn muốn lấy ra, mình đẩy ra, dùng tay đẩy ra ngoài, đây nó sẽ bung ra nha.
cái lưỡi này lưỡi sứ nó bán ngoài thị trường, mình mua và mình thay ha. Khi mà trường hợp mà các bạn vệ sinh trong đây nè, trường hợp mà còn tóc á thì mình phải vệ sinh lại hết, xịt bụi hoặc là dùng cỏ mình quét mình lấy hết tóc ra. Và những cái vị trí như thế này á, mình dùng dầu á mình che vào đây hết để hạn chế cho nó bị oxy hóa, nó bị dơ bám bẩn đây nè, nó làm cho cái phần này á nó bị rỉ sét á, nó sẽ làm hai cái lưỡi cắt này tiếp xúc không tốt, nó không cắt đứt tóc ha. Đây là trường hợp mà thường gặp nhất là tông đơ cắt không đứt tóc. Cái phần hư hỏng thứ hai hay gặp á là cái tông đơ sạc không được hoặc là nó bị mất nguồn. Ở đây thứ nhất các bạn cắm sạc vô, nó không có áo đèn sạc đây, thì mình phải đi kiểm tra cái adapter này coi nó còn điện hay không. Mình đo điện áp hai chân sạc cho cái tông đơ này, khi mà trường hợp nó mất điện, cái cách kiểm tra cũng đơn giản thôi. Trường hợp mà các bạn cắm điện vô mà nó không có cái điện áp, không đèn không sáng như thế này nè, mình giả sử đi cái đèn này nó không sáng ha, thì mình tháo ra mình đo điện áp coi. Nhiều khi các bạn cục sạc này nó hư thì mình có thể dùng cái cục sạc điện thoại các bạn độ chế lại được nha. Mình cắt cái đầu dây bên này nè, mình giữ lại cái đuôi, mình cắt rồi mình nối thôi. Lấy hai chân cộng trừ. Đây trước tiên á mình phải đo cái điện áp trước. Điện áp này điện áp DC ha, nó điện áp thấp thôi, tầm khoảng 5V thôi. Giá trị mình đo được là khoảng 4,57V, thì giống như cái cục sạc bình thường. Thì khi mà cái cục sạc này nó tốt á, nó có điện thì nó sạc sạc vô cho cái tông đơ ha. Cái vấn đề thường gặp rất nhiều là các bạn đã cái tông đơ này lâu mà không sạc, là cái điện áp trên cục pin của mình á nó rất thấp, nó chỉ có 1,2V thôi, mà các bạn để lâu là nó pin nó xả hết, là điện áp mình xuống thấp á, mình phải kiểm tra cái điện áp của pin nè, tại vì sạc nó sẽ không vào. Dù cái đèn báo này nó báo nhưng mà sạc các bạn rút ra là nó sẽ mất điện luôn ha. Cứ như cái motor này nó không hoạt động, nó không quay như thế này, thì lúc đó mình phải tháo cái tông đơ ra mà đo cái điện áp của pin nè. Nếu thấp quá thì phải kích pin, còn chờ kích pin không được á chắc bắt buộc mình phải thay pin mới nha. Thì pin này á nó cũng có bán ngoài thị trường nha, các bạn mua những cái cục pin mà nickel cadmium á, rồi cái điện áp khoảng 1,2V và cái dòng của nó là vậy cũng 700 đến 900 mAh là ok. Để mà tháo ra thì cũng dễ, ở đây có mấy cái vít á, mình tháo mân ốc ra thôi. Thì đây á, một số bạn hay mua cái tông đơ này về xài để cắt tóc cho trẻ em trong nhà. Là những hư hỏng thông thường mà mình có thể tự sửa chữa được nha. Nhiều bạn không biết sửa, các bạn bỏ, các bạn mua cái tông đơ khác. Mặc dù cái giá của cái tông đơ này cũng rẻ, không có mắc lắm, nhưng mà mình có thể mình sửa chữa, mình tận dụng lại. Nói chung cái lỗi bệnh đó, nó không có phức tạp lắm. Mình tháo ban ốc ra, mình nạy theo cái đường rãnh này thôi. Cái cấu tạo bên trong khá đơn giản. Đây, cấu tạo nó là một cái motor DC không giữ thang.
Ở đây hai chân sạc, cái này là pin nickel cadmium. Cái dung lượng ở đây là 900 mAh và cái điện áp của nó là khoảng 1,2V. Thì thị trường á, nó có bán loại 900 loại 700, nó tùy theo mình mua về mình thay thế. Còn linh kiện sạc của nó nè. Ở đây là cái có một cái con điện trở cầu chì. Con này con điện trở để nó hạn dòng cho con led này, led báo khi mà mình cắm sạc vô. Rồi có một con hai con diode nữa. Hai diode bên đây thôi. Nói chung là linh kiện rất đơn giản. Trong trường hợp mình cắm sạc vô thì cái đèn led này nó sẽ báo ha. Thì đây điểm bộ cái con điện trở này sẽ hạn dòng cho con led này. Còn cái con này điện trở này là điện trở cầu chì bảo vệ. Khi mà trường hợp mà quá dòng á thì cái cầu chì cái điện trở này sẽ đứt, nó bảo vệ cho pin thôi. Gặp những cái trường hợp mà cái tông đơ này mất nguồn á thì các bạn kiểm tra điện áp của pin. Ở đây nó có ký hiệu nè, BT cộng và BT trừ. Đây hai mối hàng chì đây nè. Trường hợp các bạn thay pin đó, các bạn lấy cái mỏ hàng các bạn xả hai cái đầu này ra và các bạn lấy cái pin khác các bạn thay vô ha. Thì các bạn cũng đo điện áp. Nó tầm hơn 1,2V nha, là ok. Tại vì pin đầy á, cái mức điện áp làm việc của nó là chỉ có 1,2V thôi. Thì khi mà nó full đầy lên á, là cái điện áp nó cao hơn một xíu, nó tầm khoảng 1,5V. Như ở đây á, mình đo được là 1,34V. Còn trường hợp nó mà yếu quá, nó tầm khoảng là 0,1-0,2V nó thì mình có thể kích pin nha. Còn kích pin không được á thì mình thay cái cục pin này. Bên ngoài thị trường nó cũng có bán cục pin này luôn. Khi mà các bạn đo điện áp hoặc là các bạn kích được cục pin này rồi mà cái trường hợp cái tông đơ này nó vẫn mất nguồn không hoạt động á, thì các bạn kiểm tra cho mình cái con điện trở cầu chì ở đây. Cái con cầu chì này còn mỏ gột quá dòng ha. Đó, nó rơi khoảng 11 ohm, 10 ohm ha. Cái con cầu chì này trường hợp mà nó quá dòng quá thì nó sẽ đứt cái con cầu chì này, thì mình câu dây đồng nối tắt lại cũng được. Hoặc là tốt nhất mình tìm cái con điện trở giá trị khoảng 10 ohm mình thay vô đây. Mạch rất đơn giản, còn mấy con diode này rất hiếm khi hư. Và cái motor này nữa, nó cũng không hư luôn. Ở đây á, hư nhiều nhất á, chỉ là vấn đề bị pin nè. Còn cao lắm nữa là cái đứt cái con điện trở cầu chì thôi. Ngoài ra một số cái ba đơn giản như đứt dây hoặc là hư cái công tắc này á, các bạn có thể dùng VOM á, các bạn kiểm tra. Motor này khi hư nha. À, nó khi mà nó hoạt động á, nó quay như thế này. Thì nó sẽ làm cho cái lưỡi cắt này á, nó dao động qua lại. Nó cắt tóc. Ở đây mình nói về cái nhược điểm của cái mạch này á, là nó không có linh kiện bảo vệ pin. Nó sẽ ngắt sạc khi mà trường hợp mà cục pin đầy á. Cái máy tốt nó sẽ tự động ngắt sạc. Và trường hợp này á, nó không có mạch ngắt sạc bảo vệ pin. Nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ của pin và dễ bị cháy pin ha. Nên ở đây á, các bạn lưu ý cho mình. Khi mà nó đã cảm thấy nó đầy rồi á. Tại vì ở đây có một cái đèn led báo thôi, nó không có ngắt được. Các bạn thấy nó đầy, mình sẽ ngắt ra.
Thì khi mà các bạn mà để lâu quá, sạc lâu thì cái tuổi thọ pin sẽ giảm, mà nó ta nạp vô nhiều quá, dòng sạc của nó vô nó sẽ không ngắt được pin khi mà pin được nạp đầy á. Vì vậy mình phải tháo sạc ra khi pin đã đầy để mình làm tăng cái tuổi thọ của pin. Không nên sạc để qua đêm nha. Cái pin này sạc cũng nhanh, tại vì cái điện áp vô á là khoảng 4 phẩy mấy vôn. Mà mình sạc cho cái cục pin này á, cái điện áp nó rất nhỏ, khoảng 1,2V thôi. Thì nói chung á, cái tông đơ rất là dễ mà sửa chữa. Nói chung ai cũng biết làm á, các bạn nhìn sơ qua các bạn cũng có thể biết làm. Một số cái nguyên nhân hư như cái trường hợp mà cắt không đứt tóc á, thì mình vệ sinh lại ha. Và mình thay cái lưỡi cắt này, nó có bán thị trường. Hoặc là những cái trường hợp mà sạc không được thì các bạn kiểm tra cái điện áp pin nè, kiểm tra cái điện cho cầu chì coi nó có bị đứt hay không ha. Nó rất đơn giản. Rồi một số lưu ý, không nên sạc quá lâu. Lâu quá thì mình tháo pin ra, tháo cái sạc ra, ngắt cái nguồn kết nối sạc để cho làm hạn chế bị tình trạng chai pin. Thì cái pin này cũng giống như pin điện thoại hay bất kỳ pin gì á, tại vì ở đây không có cái mạch ngắt sạc nên nó sẽ nạp liên tục, nó làm cho cái số lần nạp xả của pin đó nó giảm xuống ha, và dễ bị chai pin. Và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà sửa chữa đơn giản cái tông đơ các tóc dùng pin. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.